Thể dục thể thao nha anh ơi. Phía bên kia là sư phạm thể dục thể thao nha anh Thường. Còn phía bên này là đồng phạm của Học viện Ngân hàng này, Nguyễn Học của sư phạm Hà Nội và Việt Anh. Vâng, những pha thủ cầu không tưởng ạ. Phía bên kia đang khá sung, điểm đang là 2-3 đều. Quá hay. Còn không? Không, không còn nữa rồi. Ok, hello Giang Nguyễn nha, hello Lê Minh Quảng nha. Vẫn còn kìa. Thì cầu sợ chưa? Vẫn còn dã man. Công thủ toàn diện, tỉ lưới rất hay. Vẫn còn, hay quá. Các vận động viên đang sung rồi. Hai vợt rồi. Phía bên này là ba vận động viên đến từ sư phạm thể dục thể thao. Còn phía bên kia là tổ hợp, sự kết hợp hoàn hảo giữa vận động viên đồng phạm đến từ Học viện Ngân hàng, vận động viên Nguyễn Học đến từ sư phạm Hà Nội và vận động viên Nguyễn Việt Anh đến từ Học viện Tài chính. Toàn những tay vợt, những tay vợt tên tuổi của cầu lông sinh viên và cầu lông phong trào miền Bắc đang có mặt tại sân cầu lông Học viện Tài chính, và họ sắp thực hiện một trận đấu ở nội dung 3-3, không phải đôi nữa mà là trận đấu 3 nha mọi người. Vào trong sân rồi nói chuyện nhá. Vâng, một pha ép cầu ngang rất nhanh. Ok, Nguyễn Trọng Quý thấy hay có thể giúp Hùng chia sẻ được không? Nguyễn sự, chúng ta hãy cùng chia sẻ sự nhiệt tình và... Vâng, rất hay, đánh 3-3. Liên tục là 3 điểm số được cặp 3 phía bên kia ghi. Cổ tay rất khỏe, Việt Anh. Vâng. Hello anh Hoàng Ngô, hello Nguyễn Hoàng Hải, hello Quỳnh Nhi. Xinh đẹp luôn. Nếu mọi người qua Học viện Tài chính giao lưu thì mọi người không thể không gặp Quỳnh Nhi và gặp... Trận đấu 3-3. Điểm 6-3. Và đập cầu giữa sân. Điểm 4-6. 4-6 ạ. Đồng phạm. Vâng, liên tục là hai pha đập cầu của đồng phạm. Pha đập... Rất mạnh đập cầu. Điểm 5-7. Đập cầu quá mạnh của Việt Anh. Bắt lưới rất nhanh. Vâng. Hello Khổng Huy Hoàng nha, lâu lắm rồi không thấy em. Quốc Học không có trên sân nha anh ơi, Quốc Học hiện xuất hiện trên sân. Không nhử nha, không nhử nha. Điểm 7 đều rồi à. Cơ hội giành điểm được dành cho cặp 3 phía bên kia. Tuy nhiên bây giờ họ lại bị công lại rồi. 8-7. Ok, Văn Quyết hello anh à, xin chào. À, anh Văn Quyết cũng đã xuất hiện tại live stream Hùng à. Vâng, phía bên kia công yếu hơn bên này. Đó, những pha đập cầu của Nguyễn Học thực sự không được cắm cho lắm. Vẫn còn. Tuy nhiên đó là một pha bắt lưới rất khéo léo. Ok, hello Giang Nguyễn nha, hello Lê Minh Quảng nha. Vẫn còn kìa. Thì cầu sợ chưa? Vẫn còn dã man. Công thủ toàn diện, tỉ lưới rất hay. Vẫn còn, hay quá. Các vận động viên đang sung rồi. Hai vợt rồi. Câu lạc bộ cầu lông Mỏ Tài chính và câu lạc bộ cầu lông 3 sao, câu lạc bộ cầu lông Đại học Sư phạm Hùng cũng chính là ban tổ chức của buổi live giao lưu này nha mọi người. Những pha đập cầu rất mạnh của đồng phạm và Nguyễn Việt Anh, tuy nhiên vẫn chưa thể kết liễu đối thủ. Bên kia, bên này công thủ đều. Hello anh Sâm Hương nha. Trận đấu 3-3 rất hay. Trận đấu 3-3, chất lượng chuyên môn rất cao, những gương mặt sáng giá nhất của cầu lông sinh viên năm 2000 các bạn, nhưng rất tài năng. Liên tục những pha đập cầu của đồng phạm, nhưng bên này thủ lì quá, còn không, vẫn còn. Thủ quá dài. Pha đập cầu rất mạnh của Việt Anh đến từ Học viện Tài chính. Họ lại tiếp tục vươn lên dẫn trước 13-12. Vận này, buổi sáng ngày mai nha. À nhầm, điểm 14-10. Xin chào tất cả những ai đang theo dõi live stream của Hùng. Đây là một trận đấu 3-3 rất hay. Đập cầu rất mạnh nhưng vẫn còn kìa.
còn. Bên kia công khỏe quá nhưng bên này thủ cũng không kém. Rất lì, còn không? Vẫn còn kìa, còn. Không còn nữa rồi. Tên tuổi sáng giá nhất của cầu lông sinh viên và cầu lông phong trào miền Bắc, Học viện Tài chính. Hôm nay là một buổi giao lưu rất vui ạ. Cầu ngoài sân, 3-3 đâu ạ. Đồng Phạm đập cầu. Còn bên kia họ đang chờ cơ hội phản đam. Vẫn còn. Cầu ngoài sân. Viên của câu lạc bộ cầu lông Học viện Tài chính rất mong muốn được giao lưu và học hỏi tất các đường cầu từ các lông thủ đến khắp từ khắp các nơi trên đất nước Việt Nam ạ. Rất mong là mọi người hãy sắp xếp thời gian và qua sân là cầu lông Học viện Tài chính nha. Em xin chào anh Phạm Đức Thương, một trong những lông thủ hàng đầu của tỉnh Quảng Ninh, phải giao lưu hầm hố như này một lần. Đồng Phạm đập cầu. Đập cầu tiếp. Vâng, những pha đập cầu của Đồng Phạm thực sự không cắm ạ. Không còn nữa rồi. Nhiều khi là bọn em cũng không ra sân, nên là anh Hiếu hôm nào nếu mà muốn qua giao lưu thì báo em trước nhỉ. Nguyễn Phạm Đức Thương của Quảng Ninh bao giờ? Công thủ đến với sân cầu lông Học viện Tài chính giao lưu. Bởi trước kia thì bọn Hùng không dám gọi các bạn đến giao lưu bởi vì chưa có sân. Và rất mong trong thời gian tới sẽ được đón tiếp nhiều lông thủ hơn. Hello Lê Tiến Đạt, hello Hoàng Vũ ạ. Hiếu. Ok anh Trung Hiếu nha, hôm nào anh gọi thằng em qua nữa. Cắm, một pha chém cầu rất cắm của Đồng Phạm. 2-3. Vận động viên Việt đến từ Quảng Ninh phát cầu. Vâng, pha tị rất nỗ lực. Cầu trong sân thể dục thể thao nha anh ơi. Phía bên kia là sư phạm thể dục thể thao nha anh Thường. Còn phía bên này là Đồng Phạm của Học viện Ngân hàng này, Nguyễn Học của sư phạm Hà Nội và Việt Anh. Vâng, những pha thủ cầu không tưởng ạ. Phía bên kia đang khá sung, điểm đang là 2-3 đều. Đang là 2-3 đều. Quá hay. Còn, còn không? Không, không còn nữa rồi, 12 người xem rồi. Vâng, vậy là chiến thắng với điểm số rất xích soát 25-23. Cặp 3 đến từ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao đã giành chiến thắng trong làng cầu lông sinh viên. Tay vợt đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ok, anh chào Khổng Huy nha. Sân bê tông anh ơi, thủ cầu rất lì, đó là Tùng Dương. 0-0, Tùng Dương phát cầu. Cầu Trần qua, hello Trọng Hiệp nha, hello Thương Nguyễn nha. Vừa nãy đánh trận độ với cặp đôi phía bên kia bị lật vỗ cổ chân. Vừa đau quá. Vâng. Hello anh Vũ Long, hello anh Linh Đan Tài, hello Hưng Phạm, hello Quốc Học nha. Xin chào tất cả mọi người đến với live stream Hùng. Giờ đau sắp khóc rồi các bạn, nhức chân quá, vừa lật cổ chân trận trước đánh đôi kia đó. Hello Trần Đức Duy nha, hello Khánh Huyền Nguyễn. Trần Đức Duy chính là tay vợt số 1 của cầu lông sinh viên Hà Nội cả ở nội dung đơn lẫn nội dung đôi. Anh em ơi, hôm nay không qua nha. Hello Phan Kim. Ok anh Mạnh ơi, bọn em chơi như mình một thì Hùng có thể nhìn thấy mọi người không? Hoặc là mọi người chào Hùng đi, thì Hùng chào lại mọi người nào. Vẫn còn. Còn ngoài không thấy anh xuất hiện tại live stream của em, mà chính xác là lâu lắm rồi em không live stream. Tuy nhiên cặp đôi kia ngậm ngùi và không chịu chấp nhận thất bại thì bắt đầu chuyển sang gạ Tùng Dương đánh với Dũng. Thủ rất tốt. Vâng, Dũng sung rồi. Vẫn còn, rất hay. Hello anh Nguyễn Việt Hùng, hello Trung Võ nha. Xin chào Trung Võ. Cầu lỗi của Tùng Dương, điểm 87. Rất tốt, nhưng Việt Anh phản xạ rất nhanh. Rất đáng tiếc cho pha cầu của Tùng Dương. Điểm 97, khoảng cách 2 điểm được tạo ra. Qua lấy nhớ gọi anh nha. Ok anh Thương Nguyễn, hôm nào Tùng Dương về Thái Nguyên kèo em có dịp về, nhưng em bị vừa bị. Vẫn sung lắm anh ơi, cứ độ vào là sung hết. Tùng Dương vẫn thủ, vẫn tốt. Cầu trong sân. Buồn quá anh ơi, không lên thăm anh chị. Vâng, lật lưới nhưng vẫn còn. Thủ rất tốt, đó là Dũng Học viện Tài chính. Cổ tay khá tốt ạ. Vâng, thủ cũng không phải là cách. Một cái tên cũng hơi lạ một xíu. Hello Phạm Vũ Ngọc Hùng. Mọi người nếu ai chưa từng xem live stream của Hùng
hay là chưa kết bạn Facebook với Hùng cho Hùng có cơ hội làm quen mọi người đúng không ạ? Những pha bom cầu liên tục từ cặp đôi phía bên kia. Cơ hội tấn công cho phía bên này. Tùng Dương đánh chặn lưới khá tốt. Bom. Tì lưới lại là một pha tì lưới hỏng của Trung Dũng. Hùng chơi vui vẻ. Cảm ơn Toàn rất nhiều. Xong rồi. Quả đấy mà trúng đầu thì trong làng cầu lông sinh viên. Tay vợt đến từ Học viện Kỹ thuật Quân sự. Ok anh chào Khổng Huy nha. Sân bê tông anh ơi. Thủ cầu rất lì đó là Tùng Dương. Bon Hùng và cặp đôi phía bên kia. Vâng, cặp đôi Tùng Dương bắt đầu lần đầu tiên vươn lên dẫn trước ạ. Rất bom, bom rất mạnh đó là Việt Anh. Qua live stream cầu lông. Hôm nay có ai xem trận Hùng đánh không ạ? Hôm nay có ai xem trận Hùng đánh không nào, điểm danh nào. Trao đổi. Cặp đôi phía bên kia lại vươn lên dẫn trước. Thứ tự lại thay đổi. Bên kia đánh chuyên thủ à? Tốt, vẫn còn. Tùng Dương rất khéo léo. Rất chủ động trong những pha cầu của mình. Bom. Đập đi. Rất nhanh. Tùng Dương rất tốc độ ạ. Ăn rồi. Quá xuất sắc cho tay vợt Tùng Dương, tay vợt số 1 của Đại học Mỏ Địa Chất, đương kim vô địch đôi nam nữ giải báo Tuổi Trẻ Thủ Đô. Anh Hùng Hùng. Điểm 65. Một pha phát cầu bắn của Việt Anh cần thiết nên đã bị mất điểm. 75. Rất đáng tiếc cho pha chém lưới vừa rồi. Hai cặp đôi bán gửi nhau từng điểm số 1. Một pha thủ rất xuất sắc. Bom. Không đập cầu, giờ mới đập. Đập rất mạnh nhưng vẫn chưa thể dứt điểm. Cặp đôi bên này thủ rất trì ạ. Việt Anh thủ cũng rất tốt. Bên nào sẽ giành điểm trong tình huống này đây? Tùng Dương chấm cầu rất khéo léo, vẫn còn. Hết cơ hội. Một pha thủ cầu lỗi rất đáng tiếc của Tùng Dương. Mới 19-18 thôi, điện thoại Hùng hình như còn khoảng 1% pin. Vẫn còn. Tùng Dương tì lưới rất tốt ạ. Tuy nhiên trong tình huống vừa rồi lại không qua lưới nữa rồi. 0-8 rồi. Vâng, lợi thế 2 điểm lại dành cho cặp đôi Dũng Việt Anh. Một pha 10 cầu hơi non của Trung Dũng phía bên kia. Điểm 1-8 rồi, khoảng cách 3 điểm rồi. Hết cơ hội. Và anh tối vào xem live stream tiếp nha, 10:15 nha. Hai đôi cặp đôi phía bên này thủ cầu rất chìm. Không sao, đập đi thoải mái. Một pha cầu phong hai nhịp rất hay. Vẫn còn, rất khéo léo và chính xác. Cơ hội giành điểm. Cơ hội giành điểm. Rồi, bom mạnh với em ơi. Tùng Dương. Hết rồi. Hello Dương Ngọc Anh nha. Tay vợt bá đạo nhất sân cầu lông Học viện Tài chính. Dương Ngọc Anh đang xuất hiện tại live stream của Hùng. Ngọc Anh là một trong những tay vợt rất tên tuổi ở cầu lông đôi nam phong trào miền Bắc này. Người đang xuất hiện tại live stream của Hùng đó. Đang dắt các thứ sang đây cho anh live stream với nhá. Live stream chúng mày đánh là anh thấy vui lắm rồi. Cầu ngoài sân. Làm trọng tài thì cần phải như thế á. Việt một. Toàn người quen chúng ta gặp nhau thôi. Thế giới nó bé như thế đấy mọi người. Vòng quanh trái đất toàn anh em chơi cầu lông. Theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước đi. Mấy nữa còn rất là nhiều giải. Ăn rồi. Không hiểu sao thì vãi cả bình luận viên. Còn gì nữa. Ây da, thủ cầu hay quá nhờ. Đó là Dũng. Rồi. Áo xanh chuối sung rồi. Tùng Dương đánh lưới rất khéo léo. Chính vì vậy mà họ có cơ hội dứt điểm được nhiều hơn. Về cầu chéo sân rất hay. Lực tay rất tốt. Vẫn còn. Vẫn còn. Lực tay Tùng Dương khỏe lắm. Điểm 64. 26-24. Tùng Dương ơi. Không còn. Điểm 74 rồi. Cuối trận đấu rồi. Chỉ một sơ suất nhỏ thôi là chắc chắn thất bại. Lại là một pha cầu cực kỳ lôi. 4 điểm ở cuối trận đấu rất khó có thể san lấp. Đặc biệt là cặp đôi phía bên này đang rất sung. Và phía bên kia còn đang đứt lưới hay sao đó. Thôi đừng đập cố em ơi, sập vợt bây giờ.
Lương Minh Quảng hay là Diễn Viễn hay là anh Tuấn Anh Trần nhá. Điểm 95, khoảng cách vẫn là 4 điểm, chỉ còn 2 điểm nữa thôi. Cặp đôi bên này sẽ giành được chiến thắng 50k. Bom rồi, ép vào áo xanh. Lương và Dũng không? 69 vẫn còn cơ hội mà, có gì đâu. Mọi người nghĩ sao ạ? Bắt đầu bên kia công gắt hơn rồi. Bên kia 9 đều đi, cho nó căng. Một pha cầu lửng rất hay của Tùng Dương. Không đỡ được nữa rồi. Thôi, điểm số cuối cùng trận đấu. Vâng, Tùng Dương không đứng cặp với Sport Hùng. Nên là thua là đúng rồi. Tự nhiên mọi người mà tự nhiên được tặng tiền, chắc là kiểu thấy của bình luận viên bình luận hay quá nên là cổ động viên Đỗ Hiếu bo cho là mình nghỉ.